Mình chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng tại Trung Quốc đã khiến nhiều thành phố tại đây ngập trong biển nước. Theo chu kỳ thời tiết hàng năm, mùa lũ tại Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6 và các khu vực dân cư dọc theo sông Dương Tử và các phụ lưu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, theo thời gian, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc lại ngày càng dữ dội và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nơi đây. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, từ 14 giờ ngày 30 tháng 7 đến 14 giờ ngày 1 tháng 8, một đợt mưa lớn sẽ tấn công hàng loạt các tỉnh thành nước này từ Bắc tới Nam, trong đó riêng các tỉnh từ phía Nam như Giang Tây, Quảng Tây và Quảng Đông ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Đường phố và các tòa nhà ở huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây đều bị ngập lụt sau trận mưa lớn. Thông tin từ Reuters cho biết, vào ngày 2 tháng 8 vừa qua, các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Hồ Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Giang Tây đã nâng cấp cảnh báo lũ lụt lên mức cao nhất, buộc người dân ở nhiều khu vực phải rời khỏi nhà và gián đoạn công việc. Số liệu thống kê của Bộ Thủy lợi nước này cho thấy lượng mưa trung bình ở các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây lên tới 621mm, cao nhất trong lịch sử kể từ năm 1961. Mực nước đỉnh lũ ở thành phố Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông có lúc lên tới 56,6m vào đêm ngày 2 tháng 8, đạt mức kỷ lục trong vòng 53 năm qua. Người dân nơi đây phải di chuyển bằng thuyền do ngập úng nặng nề. Một số vùng trũng của huyện Tuyền Châu, Quế Lâm bị nhấn chìm do nước lũ dâng cao. Sau trận mưa lớn ở Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến, nước lũ ngập gần sát gầm cầu Thủy Nam. Sau trận mưa lớn ở quận Vĩnh Phú, Quế Lâm, người dân được sơ tán bằng thuyền hơi vì nước lũ đã dâng quá cao. Lực lượng cứu hộ ở tỉnh Giang Tây đang phải sơ tán những gia đình bị mắc kẹt trong nước lũ. Người dân mắc kẹt do mưa lũ được cứu hộ giải cứu và đưa đi sơ tán. Tại thành phố Thị Kim, lực lượng cứu hộ cũng đang tiến hành giải cứu người dân. Đội cứu hộ giải cứu người dân sống tại những nơi bị sạt lở do mưa lớn. Các em học sinh và người dân phải lội nước trên đường phố. Tại Thất Tinh, đường phố trở thành một dòng sông. Việc đi lại của người dân ở Quế Lâm đang bị cản trở do ngập rất sâu. Trong khi đó, tại Quế Lâm, một chiếc xe buýt đang phải ngâm mình trong nước lũ đến gần nóc xe. Tình hình mưa lũ phức tạp tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến 60.000 người phải di rời khẩn cấp. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 5 tháng 8, chính quyền nơi đây đã nâng cảnh báo mưa lớn từ mức màu vàng lên mức màu cam, chỉ sau mức màu đỏ trong 4 thang mức cảnh báo mưa lớn, đồng thời di rời khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy hiểm nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa do mưa lũ. Trước những dự báo về mưa lớn sẽ kéo dài trong 5 ngày tới ở khu vực bồn địa Tứ Xuyên đến Hoa Bắc, Đông Bắc, đồng thời trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 8, bồn địa Tứ Xuyên sẽ có mưa rất to, thì chiều ngày mùng 4 tháng 8, Đài khí tượng tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lớn từ mức màu vàng lên mức màu cam, mức độ nghiêm trọng tại đây. Chính quyền địa phương cũng đã di rời khẩn cấp chỗ ở cho khoảng 60.000 người. Số liệu do Đài khí tượng Tứ Xuyên công bố cho thấy, mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến mực nước trên 31 con sông lớn của Tứ Xuyên như Mận Giang, Đại Độ Hà vượt mức báo động. Nhiều huyện ở Tứ Xuyên xuất hiện lũ quét cũng như tình trạng ngập úng tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh này. Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến giao thông khu vực khi nhiều tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa. Sân bay quốc tế Song Liêu của Thành Đô cũng đã buộc phải hủy 60 chuyến bay. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc hôm ngày 4 tháng 8 cũng đưa ra cảnh báo màu đỏ về lũ quét tại Tứ Xuyên, yêu cầu chính quyền địa phương và người dân nơi đây làm tốt công tác phòng bị. Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình hôm 4 tháng 8 cho biết, mưa lớn khiến sông Trường Giang nhiều khả năng sẽ xuất hiện trận lũ tiếp theo trong thời gian tới, sau khi trận lũ số 1 vừa xuất hiện vào cuối tháng 7 vừa qua. Thưa quý vị, tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 4 tháng 8 đưa tin, lũ lụt năm nay ở vùng Tây Nam Trung Quốc đã làm hàng nghìn người mất nơi ở sau khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Giới chức cảnh báo tình hình có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lũ lụt ảnh hưởng nghiêm trọng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, mưa bão đã làm mực nước ở 14 con sông dâng lên, tác động đến hơn 120.000 cư dân và gây tổn thất ước tính 176 triệu nhân dân tệ, khoảng 27 triệu đô la Mỹ.
kể từ hôm ngày 2 tháng 8, theo hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã. Tại thành phố Đa Châu ở phía bắc tỉnh Tứ Xuyên, nhà chức trách đã giúp tái định cư cho hơn 4.600 người dân mất chỗ ở do lũ lụt và lở đất. Chính quyền cũng kích hoạt cảnh báo mưa bão ở mức độ cao nhất. Trung Quốc đã trong tình trạng báo động cao để từ đợt lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực vào 3 năm trước, năm 2020, các cuộc huấn luyện phản ứng với lũ và cứu hộ cứu nạn được tổ chức trước khi mùa mưa đến vào tháng 5. Những năm qua, Trung Quốc đã chứng kiến lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Mưa lũ ảnh hưởng đến hàng chục triệu người ở hàng chục tỉnh thành và gây hậu quả thiệt hại kinh tế đến 86 tỷ tệ, hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Nhà chức trách nước này đã cảnh báo lượng mưa năm nay có thể còn cao hơn năm ngoái. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã phát đi lời kêu gọi từ tháng 7 nhằm tăng cường nỗ lực phòng chống lũ lụt, cũng như kêu gọi các cộng đồng sẵn sàng ứng phó với mưa lớn có thể kéo dài đến hết tháng 8. Lực lượng cứu hỏa cũng được triển khai trên cả nước để sẵn sàng cho các chiến dịch sơ tán, thường là đưa người dân ra khỏi nhà và tới nơi an toàn. Theo Bộ Thủy lợi, Hoàng Hà hiện đang trong thời kỳ kiểm soát lũ then chốt, khi nhiều nơi ở lưu vực sông này có thể ghi nhận tổng lượng mưa cao hơn mức trung bình từ 20 đến 50%. Hệ thống kiểm soát lũ ở lưu vực Hoàng Hà vẫn chưa hoàn thiện, các đập có nhiều mắt xích yếu, việc phòng chống lũ ở các sông nhỏ và vừa là khó khăn. Và các cán bộ cũng như người dân thiếu kinh nghiệm thực tiễn chống lũ. Thông cáo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 1 tháng 8 nêu, hai con đường chính từ thành phố Ba Trung đến huyện Thông Giang của tỉnh Tứ Xuyên đã bị lũ tấn công trong ngày 2 tháng 8, làm hàng trăm nhà cửa hàng và chợ bị hư hại. Mọi người dân đang tham gia dọn dẹp khắc phục hậu quả mưa lũ ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Một video đăng trên nền tảng Weibo của tờ Sichuan Daily Nhật Báo Tứ Xuyên do chính quyền tỉnh Tứ Xuyên quản lý cho thấy nhiều tàu và xuồng trong một khu du lịch ở Ba Trung trôi xuống thác nước gần trạm thủy điện và bị cuốn trôi chỉ trong vài giây. Sichuan Daily báo cáo có 71.810 cư dân huyện Ba Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và 817 người đã được sơ tán vào ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 8. Cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên cảnh báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài vào ngày 3 tháng 8. Mực nước ở sông Khu, con sông đi qua tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh cũng được cảnh báo có thể dâng lên đến mức nguy hiểm ở địa bàn thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, đài CGTN Trung Quốc đưa tin rằng khu vực Tây Nam, miền Đông và nhiều địa phương ở Trung Quốc đang hứng chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Các tỉnh Tứ Xuyên, Chiết Giang và Sơn Đông đã nâng cảnh báo lượng mưa lên mức 3 trên thang cảnh báo 4 mức. Nhà chức trách dự báo mưa lớn, gió giật mạnh và mưa đá sẽ xuất hiện trong thời gian tới. CGTN cho biết nhiều hồ chứa đang phải mở cửa xả nhằm kiểm soát lũ. Thời báo Hoàn Cầu đưa tin 7 thành phố và tỉnh bao gồm Thành Đô, Quảng Nguyên và quận tự trị Tây Tạng Gaje, tỉnh Tứ Xuyên nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng. Lượng mưa cao nhất được ghi nhận tại khu nghỉ mát trượt tuyết núi tuyết Tây Lăng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên từ 5 giờ chiều ngày 29 tháng 7 đến 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 theo giờ địa phương đạt 165,1 mm. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo mưa bão ở mức màu xanh lam vào chiều ngày 29 tháng 7. Chính quyền địa phương lưu ý nhiệt độ cao làm tăng nguy cơ thiên tai ở các khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Hạn hán ở tỉnh này khiến đất tơi xốp hoặc cứng lại, trong khi lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ra lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nhiệt độ cao ở mức màu vàng tại một số khu vực trên cả nước vào sáng ngày 29 tháng 7, bao gồm cả miền Đông Tứ Xuyên. Nhiệt độ cao nhất thậm chí vượt quá 40 độ C, đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong 6 thập kỷ qua đang gây áp lực cho nền kinh tế của nước này. Các quan chức Bắc Kinh lo ngại họ có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng 5,5% trong năm nay. Theo báo The Washington Post, trong bối cảnh biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn, các đợt nắng nóng cũng được cho là sẽ ngày càng phổ biến ở Trung Quốc. Thống kê cho thấy, 11 tỉnh của Trung Quốc hiện có cảnh báo nhiệt độ vượt quá 40 độ C, trong đó thành phố Trùng Khánh ghi nhận nhiệt độ hơn 44,5 độ C vào cuối tuần qua. Bloomberg đưa tin ngày 29 tháng 7, tỉnh Tứ Xuyên đã khôi phục hầu hết nguồn cung cấp điện cho các ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Sau những hạn chế kéo dài khoảng 2 tuần, nhiệt độ giảm và lượng mưa nhiều đã giúp giảm bớt tình trạng thiếu điện. Sản lượng thủy điện của Tứ Xuyên tăng lên 460 triệu kWh vào ngày 29 tháng 7, cao hơn 9,5% so với mức thấp nhất trước đó khi tỉnh này áp đặt các biện pháp hạn chế tiêu thụ điện. Thời tiết mát mẻ hơn cũng làm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.
Theo dự báo, các đợt nắng nóng ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc có khả năng sắp kết thúc do lượng mưa nhiều. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.